tiệc cưới ở Việt Nam rất sôi động và các món ăn rất phong phú. Đó là tiêu đề video của một cô gái xinh đẹp Trung Quốc tên là Evian. Cô tự giới thiệu mình là người Trung Quốc sống tại Hà Nội và có bạn trai là người Việt Nam tên là Tiểu Cao. Cô đã cùng bạn trai đến dự một đám cưới ở nông thôn Việt Nam và bày tỏ sự kinh ngạc của mình về phong tục cưới hỏi tại Việt Nam. Cụ thể như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ nhé! Lần này cùng Tiểu Cao về thăm người thân. Về cơ bản, chuyến đi sắp kết thúc rồi. Chiều nay vừa vặn rảnh, đến nhà chú anh ấy tìm anh họ đi uống cà phê. Dì nhỏ dẫn chúng tôi đi tham quan ngôi nhà. Nhìn vào sân nhà của chú ấy, nhà họ tuy không lớn, nhưng sân thật sự rất lớn. Hơn nữa các luống rau đều được dọn dẹp sạch sẽ và gọn gàng. Kéo anh họ ra cùng chúng tôi uống hai tách cà phê bên đường ở lối vào làng. Khi uống cà phê, anh họ đột nhiên hỏi chúng tôi có sắp xếp gì cho buổi tối không và nói anh ấy có một người anh trai muốn tổ chức tiệc cưới vào tối nay. Hai chúng tôi có muốn trải nghiệm đám cưới ở nông thôn Việt Nam không? Vì vậy, sau khi uống cà phê và nghỉ ngơi một thời gian ngắn, chúng tôi đi theo anh họ đến nhà anh trai của anh ấy. Đến nơi tổ chức tiệc cưới rồi, đám cưới ở nông thôn sẽ không được tổ chức trong khách sạn, sẽ được dựng một cái rạp như thế này. Anh họ và anh trai của anh ấy ở đây nói chuyện. Điều kỳ lạ là tôi chưa thấy cô dâu đâu. Sau đó anh họ giải thích rồi tôi mới biết. Người Việt Nam kết hôn được chia thành 2 ngày rưỡi. Hôm trước là ở nhà chú rể, cô dâu có thể không cần tham dự. Lần thứ hai mới là về nhà cô dâu làm. Điều này hơi khác so với phong tục của Trung Quốc. Rạp cưới được làm từ ống thép và vải, trong cùng là sân khấu. Nhìn vào bên trong mới phát hiện ra sự hoành tráng động trời khác. Đồ trang trí xung quanh này tất cả đều tạo ra bầu không khí tiệc tùng mạnh mẽ, có dàn âm thanh lớn ở hai bên sân khấu. Sau khi bắt đầu tiệc cưới, sẽ luôn có ca sĩ hát trên sân khấu, cho nên tại hiện trường cũng rất náo nhiệt. Bàn tiệc của họ khác với bàn tròn lớn của chúng ta ở Trung Quốc. Họ dùng loại bàn dài này, mỗi bàn có thể có 6 khách. Toàn bộ rạp đám cưới này sẽ có 30 bàn tiệc cưới. Cỗ so với Trung Quốc thật sự có sự khác biệt lớn về món ăn. Bởi vì Trung Quốc chúng ta tất cả đều là đồ chiên xào. Nhưng còn các món ăn trong đám cưới này thì sao? Nó ngon bất ngờ. Có súp sườn khoai môn mà người Giang Tây quen thuộc hơn và món thịt chua ngọt địa phương của họ và thịt gà luộc quen thuộc. Và đây là một món xào với rau địa phương của họ. Thịt thật sự giống với thịt của chúng tôi ở Cửu Giang. Hương vị giống hệt nhau nhưng hương vị có vẻ nhạt hơn một chút. Ngoài gà luộc còn có gà nướng và một rổ rau sống lớn, đặc sản nhất của Việt Nam. Người Việt Nam ăn cơm cũng giống như người Trung Quốc chúng tôi, cũng rất thích uống rượu. Đồ ăn còn chưa ăn hết nhiều đâu, rượu đã uống khoảng 2 bình rồi. Chờ mọi người ăn xong, chú rể cũng sẽ ngồi vào bàn chúc mọi người, mẹ của chú rể cũng sẽ đi cùng. Sau đó hãy đến xem bàn chào đón của họ. Tôi mới phát hiện ra, sao trên ảnh còn có thêm 2 đứa trẻ nữa. Tôi còn đặc biệt hỏi anh họ, vì họ có con trước sau đó lại tổ chức đám cưới hay sao? Anh họ nói không phải, 2 đứa trẻ này là chú rể cùng vợ cũ sinh ra. Anh họ nói nguyên nhân chính có lẽ do chi phí kết hôn quá thấp. Trước hết, cưới vợ ở Việt Nam không cần quà sinh lễ. Bạn bè của anh họ tôi nghe thấy Tiểu Cao nói, quà sinh lễ cô dâu ở Giang Tây bắt đầu từ 280.000 nhân dân tệ, khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam, thì cầm họ sắp rớt ra ngoài rồi. Tất nhiên, đây là một phong tục xấu, mọi người đừng học theo. Con gái Việt Nam kết hôn với một người không đòi hỏi nhà cửa hay sinh lễ cưới. Nhưng khi tôi kết hôn với bạn, bạn có thể không có gì. Nhưng nếu sau khi lập gia đình với bạn, cuộc sống không ngày càng tốt hơn, thì tất nhiên, cô ấy sẽ tạm biệt và đến với người tiếp theo tốt hơn. Đó là một số chia sẻ của Evian. Bữa cơm trong video của cô gái này có thể là bữa tiệc mời bạn bè trước ngày cưới chính mà thôi, nhưng bầu không khí đã rất tốt. Ngoài cô gái Trung Quốc này thì trên mạng xã hội Trung Quốc, Ad cũng xem được video của một chàng rể Trung Quốc có tên là Lão Trần khoe về đám cưới ở nông thôn Việt Nam. Mở đầu video, vợ Lão Trần đã giới thiệu các món ăn trong mâm cỗ cưới của Việt Nam, gồm có nộm, canh măng, thịt nướng, tôm chiên, giò, gà luộc, thịt bò xào, rau củ luộc, v.v. rất phong phú. Sau đó cô tiếp tục giới thiệu, Việt Nam cũng có phong tục uống rượu như ở Trung Quốc, mọi người chúc rượu nhau và không khí rất nhiệt tình. Vậy sau khi xem xong những video này thì netizen Trung Quốc có còn nghĩ người Việt Nam không có thịt ăn nữa hay không? Hay là còn những suy nghĩ dở khóc dở cười nào khác? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần bình luận ngay bây giờ nhé! Người Việt rất xinh đẹp và tốt bụng, thay đổi quan điểm của tôi về người Việt. Chú rể cũng khá đẹp trai. Ở Việt Nam, người ta cũng ngồi quanh bàn và ăn bằng đũa à? Đây là vùng ở nông thôn á? Tôi cảm thấy như những người trẻ tuổi cũng giống như ở trong nước, nhưng những người lớn tuổi thì có phong cách hơn chúng tôi ở đây rất nhiều. Người Việt Nam kết hôn sớm và bố mẹ của họ còn trẻ. Tôi thấy một số cặp cha mẹ người Trung Quốc, cả hai đều đã khá già. Họ có thể hiểu tiếng phổ thông không? Không thể hiểu được.
khi bạn ăn chắc chắn sẽ gặp những cô gái Việt Nam khác hiểu được tiếng phổ thông. Không có đâu, ngoại trừ những người chuyên tiếng Trung, không người Việt nào có thể nói được tiếng Trung cả. Thịt gà luộc cắt sẵn của họ có giống như gà sản xuất tại Trung Quốc không? Giống nhau, chỉ khác nước chấm thôi. Ngày xưa trong làng tôi, có người giới thiệu gái Việt vào làng lấy chồng. Có những người đàn ông 40 tuổi không tìm được vợ. Nhưng bây giờ chúng tôi hiếm khi thấy con gái Việt Nam đến làng của chúng tôi. Bữa tiệc không phong phú như Tứ Xuyên của chúng ta. Ít món quá. Vẫn còn đồ ăn cho bàn của chúng tôi, nên ăn xong một món sẽ tiếp tục dọn ra. Ở giữa bàn có thể tiếp tục đưa đồ ăn lên. Đồ ăn cho 6 người một bàn như vậy là quá nhiều. Người Việt Nam ăn ít, không giống như người Trung Quốc ăn rõ là nhiều, lại còn cả gói mang về nữa. Đám cưới ở Việt Nam của bạn không có nhiều thủ tục như ở Trung Quốc, đơn giản hơn và lễ cưới cũng rất hoành tráng. Tôi đã tham gia nhiều lần ở Trung Quốc nhưng tôi vẫn luôn ăn vội vàng, sau đó thu dọn đồ đạc và rời đi, ngày càng kém vui. Hiện chúng tôi đang cố gắng hết sức để thoát khỏi truyền thống và hội nhập hoàn toàn với phương Tây. Truyền thống văn hóa của họ được bảo tồn tốt hơn chúng ta. Quần áo của họ cũng khá đẹp. Trang phục truyền thống của Việt Nam à, người Kinh Quảng Tây chúng tôi cũng có áo dài. Nói chính xác thì đó là trang phục của người Kinh. Người Kinh vốn dĩ gốc Việt. Đám cưới ở làng quê Việt Nam đều dùng dạp cưới, cầu quý hơn ở Vân Nam nước ta. Đám cưới người Việt sôi động và có không khí hơn biên giới Quảng Tây của chúng ta. Tôi cũng muốn đến Việt Nam xem, đến đó sẽ không tốn nhiều tiền đúng không? Vợ tôi cũng là người Việt Nam, tôi không nói được tiếng Việt và cũng chưa từng đến đó. Không sao cả, nếu bạn không hiểu ngôn ngữ, chỉ cần nhiệt tình thì người khác cũng sẽ nhiệt tình với bạn. Gần đây ở Việt Nam có rất nhiều đám cưới, có phải họ cũng kết hôn vào cuối năm không? Cuộc sống ở Việt Nam cũng khá tốt đấy nhỉ? Thật thanh đạm, tôi đã giảm được 20 cân trong một tháng ở Việt Nam. Trong món ăn Việt Nam, tất cả các loại rau và những thứ tương tự đều được cho vào món ăn. Đám cưới ở Việt Nam đã được thương mại hóa, các công ty tổ chức tiệc cưới cung cấp các dịch vụ toàn diện như phù dâu, phù rể, vừa đẹp vừa tiện lợi. Màu xanh lá cây ở Trung Quốc sẽ cảm thấy không phù hợp và sẽ bị hiểu là bị cắm sừng, nhưng ở Việt Nam thì sẽ không như vậy. Áo dài Việt Nam đẹp thật, vì phụ nữ Việt Nam thân hình đều rất đẹp. Họ cũng ngồi vào bàn tiệc chứ không phải ngồi trên sàn. Luật hôn nhân Việt Nam quy định, Việt Nam thực hiện chế độ một vợ một chồng. Nhưng do tình hình hiện nay ở Việt Nam có ít nam giới, nên chính phủ thực sự chấp nhận chế độ đa thê. Chế độ đa thê ở Việt Nam là duy nhất. Nếu người chồng muốn lấy vợ khác thì phải được sự đồng ý của vợ cả. Nếu người đàn ông có thể lấy nhiều vợ và người vợ cả đồng ý, thì chẳng ai quan tâm chồng lấy bao nhiêu vợ. Ở Việt Nam, danh xưng vợ cả và vợ bé cũng khá thú vị. Vợ cả tên là cơm lớn, vợ thứ hai tên là cơm hai, vợ thứ ba tên là phở, vợ thứ tư tên là bún. Người vợ thứ năm được gọi là mì ăn liền. Những cái tên này dựa trên tầm quan trọng của đồ ăn. Bảng xếp hạng cũng cho thấy đối với chồng, tầm quan trọng của những người vợ khác nhau như thế nào. Một số vùng ở Việt Nam vẫn còn thực hành chế độ đa thê, nhưng hầu hết các vùng đã bắt đầu thực hiện chế độ hôn nhân một vợ một chồng, vì sẽ không phải trả những món quà sính lễ cao ngất ngưởng khi cưới. Các mỹ nhân Việt Nam lại hiền lành, chăm chỉ, nên điều này khiến cho cô dâu Việt trở thành thương hiệu và nhiều đàn ông độc thân Trung Quốc bắt đầu có ý tưởng về người đẹp Việt Nam. Tôi xem video trước có anh nói có thể cưới vợ Việt Nam mà không cần quà sính lễ cô dâu. Tôi háo hức cả đêm đến mất ngủ, định sang Việt Nam tìm vợ. Nhưng hôm nay tôi xem video khác, thấy chú rể lại phải mua vàng và tiêu thêm 200.000 nhân dân tệ. Tôi hoàn toàn choáng váng. Anh em ơi, tỉnh đi rồi đi làm việc chăm chỉ nhé! Họ không cần có nhà, không cần ô tô. Tổng cộng chỉ có 200.000 nhân dân tệ để kết hôn, bạn còn đòi hỏi gì? Tôi cảm thấy mình kết hôn quá dễ dàng, tôi đã không đòi hỏi một xu nào về quà cưới, trang sức hay ảnh cưới. Nếu tôi muốn thì chồng tôi sẽ tặng chúng. Giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên thu tiền thì tốt hơn. Mỗi lần vợ chồng tôi cãi nhau và đệ đơn ly hôn,
Họ đều nói về tiền và tiền đặt cọc nhà là của anh ấy. Mặc dù tôi rất tức giận, biết rằng về mặt pháp lý, mỗi người trong chúng tôi sẽ có một nửa, nhưng thật lạnh lùng khi nghe anh ấy nói điều này. Tôi hối hận vì đã quá tốt với anh ấy khi chúng tôi kết hôn và tôi luôn nghĩ đến anh ấy trong mọi việc. Ở Việt Nam không cần sính lễ, người Trung Quốc không nên dẫn người Việt Nam đi lạc lối. Cách làm đưa sính lễ cho cô dâu Việt Nam quả thực là ngu ngốc. Giống như ngày xưa người Trung Quốc sang Việt Nam làm thủy sản. Thủy sản Việt Nam lúc đầu rất rẻ, nhưng giờ người Trung Quốc lại chủ động đưa ra mức hôn ước cao như vậy, rồi còn có quà tặng. Dần dần quà kết hôn được đẩy lên cao. Trong tương lai, người nghèo ở Trung Quốc sẽ khó lấy được vợ Việt Nam. Mấy ông Trung Quốc này chắc tam quan có vấn đề rồi, lấy vợ nhưng nói như việc mua bán đổi trác. Người nghèo Trung Quốc mà lại có học thức kém như anh này chắc chắn sẽ ế suốt đời mà thôi. Trên đây là những bình luận nghe khá vô tri của dân mạng Trung Quốc, những câu hỏi khiến chúng ta khá bất ngờ phải không? Các bạn thấy như thế nào về video này? Hãy comment bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.